Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ câu 68. Thì cũng như thường lệ mà thôi, hôm nay mình sẽ cùng đồng hành cùng anh em trong cái video lần này để mà có thể chia sẻ cho anh em những cái diễn biến mới nhất của chúng ta đang ở trên thị trường, nó như thế nào. Thì trong tuần này thì theo mình á, thì nó sẽ có hai cái luồng quan điểm như sau. Thứ nhất á, là nó sẽ có một những cái luồng quan điểm tốt về mặt tiếp nhận. Và thứ hai, thì nếu mà xét trên tình hình on-chain thì nó đang dần hình thành những cái chiều hướng nó khá là tiêu cực. Và nếu mình xét chung trên một cái phương diện vĩ mô hơn thì chắc chắn anh em nào cũng biết là cái bức tranh của chúng ta đang sắp tới nó sẽ cực kỳ giông bão như thế nào khi mà cái tình hình chính trị giữa Nga và Ukraine cũng giống như là có một cái sự gọi là không có đồng tình giữa những cái bộ máy chính phủ của trong Nga hoặc cả Ấn Độ như thế nào nữa. Những cái quốc gia mà trong cái thời gian vừa qua họ đã gây những cái tác động rất là lớn đến với thị trường của chúng ta, và bây giờ liệu họ có đạt được một cái tiếng nói chung hay không, thì chúng ta hãy cùng nhau mổ xẻ trong cái nội dung của cái video ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ lập tức cho anh em ngay đây. Thì như anh em và mình sẽ không dài dòng nữa mà chúng ta hãy bắt đầu ngay vào cái video thôi. Và giữa cái hai luồng tin tức tốt và xấu như vậy thì thôi, thì để làm tăng cái tính hứng khởi trong cái video lần này thì mình sẽ đưa ra cho anh em những cái tin tức tốt trước đi. Thứ nhất, tại sao mình lại nói đây là một cái tuần ghi nhận rất là nhiều cái tin tức tốt về mặt tiếp nhận. Thì đầu tiên chúng ta hãy nói đến về mặt tiếp nhận đầu tiên, đó chính là về hãng xe Uber. Thì chắc chắn anh em là đều biết là cái hãng xe Uber này rồi đúng không? Thì cái hãng xe này nó quá là nổi tiếng rồi, và mới đây đó thì CEO của Uber đó, ông có nói rằng là hãng xe của ông sẽ chắc chắn chấp nhận thanh toán crypto trong tương lai. Nhưng mà đây cũng chỉ là những cái lời khẳng định đến từ CEO thôi, còn cái việc họ thực hiện vào cái thời điểm nào, họ thực hiện trong một cái giai đoạn nào trong tương lai thì cái điều đó mà chúng ta không thể chắc chắn được. Nhưng mà thà có còn không, thà một lời khẳng định thì để cho chúng ta biết là có một cái công ty lớn, một cái thương hiệu lớn họ chấp nhận cho cái vấn đề này, thì đó cũng là một cái tín hiệu rất là tích cực. Mình nghĩ rằng là cái việc tiếp nhận của những công ty chính thống, của những công ty truyền thống ở bên thị trường tài chính nói chung, họ bắt đầu họ bước qua cái lĩnh vực crypto này và họ sẵn sàng, họ chấp nhận, họ cởi mở với nó hơn, thì đây luôn luôn là một cái thông tin tốt mà mình nghĩ rằng là bất kỳ ai cũng đang mong đợi rồi. Và tiếp theo chúng ta hãy đến với một cái phương diện nó cao hơn, đó chính là về phương diện về mặt quốc gia đó anh em. Thì chỉ trong ngày hôm qua thôi là bang Colorado tại Mỹ đó, thì thống đốc của bang Colorado đó thì ông cũng có nói là ngay trong năm nay, một cụ thể đó là tầm khoảng vào mùa hè năm nay anh em, là mình đâu đó thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là tầm tháng 7 và tháng 8 năm nay đó, thì bang Colorado họ sẽ chấp nhận họ thanh toán tiền mã hóa bằng những cái thuế. Tức là sao? Tức là người dân họ có thể thanh toán tiền mã hóa để mà đóng thuế cho giới chính quyền ở bang Colorado đó. Thì ok, đây cũng là một cái việc mà mình cho rằng là nó cũng khá là tích cực, nó ảnh hưởng tới thị trường đó. Nhưng mà chúng ta hãy nghĩ xem, một cái bang như vậy mà họ chấp nhận họ thanh toán bằng crypto cho cái việc người dân họ đóng thuế, thì mình nghĩ rằng là đây cũng sẽ là một cái bước đệm tiếp theo để mà cho cả một cái chính phủ Hoa Kỳ và cái nước Mỹ nói chung đó, họ tiến đến một cái việc mà nó chấp nhận sâu hơn. Tại vì anh em biết là về việc nước Mỹ đó thì họ có tầm khoảng là 50 bang đúng không, mà mỗi bang thì nó sẽ có những cái chính kiến khác nhau, có những cái mà quan điểm đối lập khác nhau. Và bây giờ thì hiện tại chúng ta đang có gì, bây giờ chúng ta đang có bang chúng ta đang có thành phố Miami đúng không, thành phố Miami ở bang Florida, chúng ta đã có Colorado rồi, và chúng ta còn khoảng là, nếu mà bây giờ tính trên cái tổng số 50 bang đó thì bây giờ chúng ta còn khoảng là 48 bang nữa đó. Thì mình nghĩ rằng cái thời gian nó cũng sẽ rất là lâu thôi, nhưng mà thà cũng cũng quay lại cái quan điểm của mình hồi nãy là thà có còn không, khi mà chúng ta dần dần chấp nhận một bang hai bang. Và mình nghĩ rằng là nó cũng tương đồng như cái sự phát triển của tiền mã hóa của chúng ta vậy, khi mà bất kỳ những cái gì đó nó khởi đầu đó anh em, cái thị trường của chúng ta nó cũng như vậy, bất kỳ cái gì đó nó khởi đầu nó cũng sẽ không có thể tăng trưởng nhanh chóng được, nó sẽ từ 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 từ. Và tiếp theo trong tương lai khi mà cái hiệu ứng nó đổ sập rồi á, thì anh em sẽ chứng kiến được một cái làn sóng mà nó chấp nhận rất là khủng khiếp, nó giống như một cái hiệu ứng lãi suất kép vậy anh em. Mình nghĩ rằng anh em cũng hiểu một cái câu chuyện mà mình đang nói, khi mà vấn đề mà nó tăng trưởng nó chấp nhận rồi á, thì mình nghĩ rằng không chỉ bang Colorado đâu mà trong những 50 bang của Mỹ đó thì họ đổ dần 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 mà thôi. Và cái vấn đề đó nó sẽ diễn ra khi mà nó phát triển đến một cái mức nào đó rồi, tới một cái điểm nút thắt nào đó rồi đó, thì nó sẽ đổ cực kỳ nhanh chóng. Và cái điều đó là cái điều mình rất tin tưởng trong tương lai. Thì đây cũng là một cái thông tin thứ hai mình muốn chia sẻ cho anh em về cái làn sóng tiếp nhận này. Và cái điều quan trọng hơn nữa thì chúng ta tiếp theo chúng ta đã có một cái khu vực mà mình cho rằng là đây mà anh em hay thường gọi vui rằng đó, thì đây chính là khu vực của đại gia. Thì tại sao là đây là khu vực của đại gia, để anh em biết là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đó, thì UAE đó thì rất rất là một
là một trong những cái khu vực mà rất là giàu có trên thế giới, mà họ giàu có là nhờ dầu mỏ và dầu khí đó anh em. Đó thì ngay cả chính UAE bây giờ họ cũng đã dọn những cái con đường pháp lý riêng để mà họ tiến tới cái việc là chấp nhận chào đón những cái công ty crypto hợp pháp, hoạt động hợp pháp ngay tại khu vực của họ. Thì đây cũng là một cái tín hiệu khá là tốt đối với thị trường của chúng ta, đặt trong cái bối cảnh hiện tại khi mà chúng ta đang các nhà đầu tư nhỏ lẻ họ đang rất là lo sợ về cái vấn đề này. Và cái câu chuyện pháp lý đó anh em, cái câu chuyện pháp lý cũng là trong những cái trọng tâm mà sẽ được chú ý rất nhiều trong năm 2022 đó. Thì tiếp theo chúng ta đã có UAE rồi, và một cái điều bất ngờ hơn cũng tại Mỹ luôn, mình sẽ giới thiệu cho anh em không phải về Bitcoin, không phải về Ethereum, mà đó chính là một cái thị trường người ta gọi đó chính là cái thị trường Metaverse. Thì anh em nào chưa biết thì cái ngân hàng JP Morgan này đó là một cái ngân hàng lớn tại Mỹ, dĩ nhiên là lớn nhất tại Mỹ luôn. Và một cái điểm thú vị ở đây đó là JP Morgan đó, trước đây họ đã chấp nhận cho mà mở cửa cho những cái giao dịch Bitcoin cho những cái khách hàng của họ rồi đó. Nhưng mà cái vấn đề ở đây rằng là sao, cái vấn đề ở đây rằng là JP Morgan họ hoàn toàn không thích Bitcoin em. Họ luôn luôn chỉ trích Bitcoin rất là nhiều, và ngay cả CEO của JP Morgan đó là ông Chairman Diya đó thì ông cũng rất là ghét Bitcoin, mình phải dùng cái từ ghét luôn. Và ông nói rằng là đây là một cái thứ vô trị, một cái thứ vô giá trị, một cái thứ vô dụng, và nó sẽ có thể là biến thành một cái rủi ro rất là lớn nếu mà các nhà đầu tư tin tưởng vào cái tài sản đó. Đó, và cái việc mà JP Morgan họ đưa ra những cái dịch vụ, họ đưa ra những cái dịch vụ cung cấp Bitcoin cho khách hàng của họ đó thì nó hoàn toàn dựa vào cái nhu cầu của khách hàng mà thôi, chứ ngay cả chính JP Morgan họ cũng rất là ghét cái vấn đề này. Nhưng mà trong ngày hôm qua đó anh em, thì đã có một cái tin rất là lớn là JP Morgan họ đã bước chân vào Metaverse. Và cái người đồng hành với JP Morgan là ai, và thật là bất ngờ khi mà chúng ta biết là cái người đồng hành với JP Morgan thì lại là Decentraland Mana. Thì cũng nhờ vào cái thông tin này nên mình rất chú ý đến cái con Decentraland Mana này. Tại vì sao? Tại vì nếu mà anh em để ý á, trong cái trend Metaverse đúng không, thì chúng ta có The Sandbox, chúng ta có những cái đồng altcoin khác, nhưng mà Mana đó luôn là một cái điểm tựa, luôn là một cái nơi đến dành cho những cái tổ chức truyền thống. Họ bắt đầu họ kết nối vào trong cái thị trường Metaverse này. Điển hình mới đây là JP Morgan nè, nhưng mà chúng ta còn rất nhiều cái tên khác. Như là anh em thấy những cái doanh nghiệp lớn họ mua đất, họ cũng mua ở Mana. Rồi họ tổ chức những cái buổi âm nhạc, những cái buổi mà âm nhạc trực tuyến anh em. Tức là những cái buổi mà những cái người nổi tiếng, những cái nghệ sĩ nổi tiếng họ biểu diễn đó, nhưng mà tại vì đại dịch nên là khán giả họ không có tới được, thì họ cũng đều lựa chọn Mana làm cái nơi để có thể tổ chức những cái buổi đêm diễn nhạc đó ở trên cái không gian Metaverse đó. Và Mana còn là một cái nơi đến của những cái tổ chức thể thao nữa, ví dụ như là giải tennis nè đúng không, rồi những cái giải đấu thể thao khác thì cũng đều được tổ chức trên Mana. Thì đó là một cái động thái mà mình nghĩ rằng đây cũng là một trong những cái altcoin mà anh em cũng có thể là khá là tự tin khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta biết tới Metaverse, và chúng ta tin tưởng rằng là đây sẽ là một cái ngành tiếp theo để mà có thể dẫn dắt cái xu hướng bùng nổ của thị trường tiền mã hóa đi lên trong tương lai. Đó, thì JP Morgan đó, thì bây giờ một cái ngân hàng lớn nhất nước Mỹ họ nói họ chỉ trích Bitcoin và Ethereum rất rất là nhiều, nhưng mà bây giờ họ lại bước chân vào Metaverse. Và không chỉ như vậy thì họ còn khen Metaverse nữa anh em. Họ nói rằng là Metaverse là một cái gì đó, một cái ngành mà có thể vươn tới là 1.000 tỷ đô la doanh thu ở trong tương lai, và nó có rất nhiều thứ ở đây mà chúng ta vẫn còn có thể khai phá hết. Đó, thì đây là mình nghĩ rằng là cũng là một cái điểm tựa củng cố niềm tin rất là lớn dành cho những ai mà đang tham gia đầu tư vào cái ngách Metaverse này trong cái thị trường chung của chúng ta. Rồi, và tiếp theo thì cũng là một cái sự tiếp nhận ở trên về mặt quốc gia mà thôi, đó chính là về quần đảo Marshall. Thì cái quốc gia này nó cũng là một cái quốc gia nhỏ mà thôi anh em. Nó rất là nhỏ, nó chỉ là một cái quần đảo mà thôi. Đó, nhưng mà cái quốc gia này là họ đã chấp nhận một cái vấn đề chấp nhận mà mình nghĩ rằng là đây cũng là một cái sự tiếp nhận rất là thú vị. Đó chính là họ đã chấp nhận về DAO. Thì anh em trong thời gian gần đây đó thì anh em hay nói về những cái trend DAO đúng không? Trend DAO là thực sự DAO nó là một cái tổ chức tự trị phi tập trung, là một cái nhóm người họ không phải chịu sự quản lý, họ không phải chịu sự ràng buộc của bất kỳ ai cả, nhưng mà họ có những cái mục đích chung và họ tập hợp lại để họ tạo thành một cái DAO. Và cái DAO đó nó họ sẽ đi họ gây quỹ bằng một cái cách nào đó, như là về cái việc phát hành NFT để bán ra, sau đó dùng cái tiền đó để phục vụ cho một cái mục đích chung của cái nhóm đó. Ví dụ như đã có rất nhiều DAO xuất hiện trên thị trường hiện nay mà mình có thể kể đến, như là vấn đề anh em biết cái bản hiến pháp của Mỹ đó, thì cũng đã có một DAO họ tập hợp lại, họ có mục đích chung, họ gây quỹ đó để mà họ có thể mua lại cái bản sao hiến pháp đó của Mỹ. Hoặc là một cái thương hiệu khác, đó chính là một cái thương hiệu mà sản xuất phim và trò chơi Blockbuster đó anh em, nhưng mà cái thương hiệu đó nó đã bị
phá sản rồi và nó đã chìm trong dĩ vãng rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta xét lại vào một cái những cái năm trước đây đó, thì Blockbuster là một cái thương hiệu mà nó rất là lớn, thì cái DAO đó đó bây giờ họ cũng lập ra một cái DAO để mà họ có thể có một cái mục đích chung được, rằng là họ sẽ hồi sinh cái Blockbuster đó, họ sẽ hồi sinh cái thương hiệu đó để mà có thể build lại, đắp lại cái thương hiệu đó và phát triển nó trong hơn tương lai nữa đó. Hoặc là chúng ta có những cái tổ chức DAO mà họ có những cái mục đích nó rất là độc đáo, như là thẻ chơi gold được in bằng NFT, và họ hướng tới mục đích là họ mua cả một cái sân gold để mà có thể giúp cho cộng đồng có thể giải trí cùng nhau chẳng hạn đó. Thì nói nôm na DAO thì họ hoạt động theo cái mô hình như vậy. Và cái vấn đề bây giờ của đảo Masoi này là họ đã chấp nhận là ok, DAO sẽ nằm trong cái khuôn khổ pháp lý hợp pháp của họ, và đây cũng là một cái hành động để mà cái quốc gia này họ thu hút thêm những cái DAO trên thế giới để mà có thể đến đây, có thể hoạt động, có thể phát triển tại nơi đây để có được một cái sự công nhận toàn cầu. Chứ bây giờ thực sự anh em, trên thế giới thì DAO họ vẫn chỉ là một cái tổ chức, một cái hệ thống mà nó nằm ngoài phạm pháp luật mà thôi, vẫn chưa có một pháp luật nào công nhận là DAO là một cái vấn đề hợp pháp cả. Nhưng mà quần đảo Masoi là quần đảo đầu tiên, một quốc gia có chủ quyền đầu tiên mà chấp nhận cái trường hợp này, thì đây cũng là một cái yếu tố để mà có thể gợi mở hơn cho chúng ta, để mà chúng ta có thể có những cái mặt để tiếp nhận về mặt pháp lý hơn trong tương lai đó. Rồi, và tiếp theo thì đây là một cái chuyên mục mà đây là một cái thông tin mà mình nghĩ rằng là chắc anh em cũng đừng có nghĩ là một chuyên mục xe kèo gì nha. Nhưng mà mình phải chắc chắn rằng là mình phải đưa cái thông tin này ngay cho anh em để mà có thể củng cố niềm tin của anh em ngay tại thời điểm này, đó chính là về tỷ phú Mark Cuban. Thì ông đã tiết lộ hai cái đồng altcoin á mà ông đã, ở đây mình dùng từ tất tay là không phải là ông all in nha anh em, nhưng mà mình dùng từ tất tay ở đây chỉ là để cho vui thôi, cho vui. Và để minh họa lên một cái việc là tỷ phú Mark của mình, ông đã đổ rất nhiều tiền vào hai cái đồng altcoin này như thế nào. Và hai cái đồng altcoin này là gì? Thì dành cho anh em nào chưa biết đó, thì tỷ phú Mark của mình là ông là một trong những cái tỷ phú mà trong một năm trở lại đây đó, ông đã hoạt động rất cực kỳ năng nổ trong cái thị trường tiền mã hóa của chúng ta luôn. Và những cái khoản lợi nhuận khổng lồ mà ông đem về, mình có thể kể đến như là về Axie Infinity. Ông đã dường như là lúc đó tầm khoảng tháng 2 và tháng 3 năm 2021 đó, thì ông đã hỗ trợ về Axie Infinity. Và ông nói rằng là đây sẽ là một cái bom tấn trong tương lai. Và đến bây giờ thì anh em đã hiểu Axie Infinity nó như thế nào chưa? Và cũng trong tầm khoảng tháng 1 và tháng 2 năm 2021 thì Mark Cuban thì ông cũng đã hỗ trợ đồng Phantom. Thì anh em biết cái lúc đó giá Phantom nó cực kỳ thấp luôn, mà chẳng ai nghĩ rằng là Phantom có thể đi được tới một cái đỉnh cao mới như tại thời điểm hiện tại, và trở thành một trong những blockchain layer 1 phổ biến nhất tại thời điểm hiện tại luôn đó. Thì đó là hai cái case, đó là hai cái trường hợp mà mình nghĩ rằng là nếu mà nói về tỷ phú Mark Cuban thì chúng ta phải nói về hai cái trường hợp đó, một cái số lợi nhuận rất là lớn của ông. Thì bây giờ ông đã tiết lộ hai cái đồng altcoin mà bây giờ ông đang dồn rất là nhiều tiền để mà có thể đầu tư vào hai cái đồng này, thì mình cũng xin chia sẻ luôn, đó chính là đồng Ethereum và đồng thứ hai đó chính là đồng Polygonmatic đó. Thì cái lý do mà tại sao Mark Cuban ông lại khá là tất tay trong cái thương vụ này, thực sự nghe ông đã đính chính rằng là đối với hai cái dự án này đó thì ông dồn rất nhiều tiền để mà nắm giữ rất nhiều hai đồng này đó ngoài Bitcoin. Thì anh em biết là bây giờ chúng ta đã có một cái portfolio của Mark Cuban là Bitcoin, Ethereum, Polygonmatic. Mà anh em biết với cái khối tài sản khổng lồ của ông á, với cái tiết lộ trước đây đó, thì ông nói rằng là ông dành tới 80% cái danh mục đầu tư của ông phân bổ vào tiền mã hóa. Thì chúng ta cũng nên hiểu rằng là cái con số 80% đó nó sẽ được phân bổ qua Bitcoin, qua Ethereum và qua Polygonmatic đó. Và cái vấn đề khi mà cái lập luận, bất cứ khi bạn đầu tư vào một cái gì thì bạn cũng phải có những cái lập luận đúng không? Thì Mark Cuban ông đã lập luận như sau nè. Ông đã lập luận cái vấn đề mà Ethereum đó, tại sao ông đầu tư vào Ethereum và Polygon, thì tại vì bây giờ ông nhìn thấy được một cái rào cản giữa thị trường tiền mã hóa của chúng ta, giữa cái công nghệ blockchain của chúng ta đối với đời sống bên ngoài là nó khá là cách biệt. Tại vì là mặc dù thị trường của chúng ta có tăng trưởng đó, nhưng mà nếu xét trên những cái ứng dụng thực tiễn có thể áp dụng ra bên ngoài và được mọi người áp dụng đó, thì nó vẫn chưa có cao. Và Mark Cuban ông nhìn ra được vấn đề đó, và ông đã lấy một cái trích dẫn khá là hay, đó chính là về cái mạng xã hội Instagram và Facebook đó anh em. Tức là lúc trước á, chẳng ai biết được là
Instagram là gì, Facebook là gì, nhưng mà bây giờ hiện tại nó đã trở thành cái ứng dụng rất là thân thiện, có thể ai ai cũng sử dụng, ai ai cũng áp dụng ngoài là thực cả rồi, và thị trường của chúng ta bây giờ vẫn chưa có một cái đó, vẫn chưa tạo một cái ứng dụng nào thực tiễn cả. Và nếu cả hai cái ứng, và nếu trong tương lai đó, ông nói là trong tương lai mà chúng ta có một cái ứng dụng nào đó nó mạnh mẽ hơn để mà có thể áp dụng thực tiễn, thì chắc chắn nó chỉ phần lớn nó sẽ xuất phát từ ai, nó sẽ xuất phát từ Ethereum và nó sẽ xuất phát từ Polygon. Tại sao? Tại vì cái sự mở rộng và những cái ứng dụng, những cái DApp được xây dựng trên Ethereum và Polygon đang rất là mạnh anh em. Nếu mà nói về cái trường hợp của Ethereum á, thì anh em phải biết được rằng á, là Ethereum bây giờ theo mình đánh giá thì được xem như là một cái di sản của blockchain rồi, và sẽ là, và sẽ vẫn mãi là di sản mà thôi, và sẽ không bao giờ bị thay thế. Anh em hãy nhìn từ khoảng năm 2013 đổ lại đây, 13 tới năm 2022, đến bây giờ đã có rất nhiều blockchain mọc lên như nấm vậy. Và họ luôn nói là chúng tôi là kẻ giết Ethereum, chúng tôi là kẻ sẽ thay thế Ethereum. Nhưng mà bây giờ anh em thấy có ai không? Không ai làm được điều đó cả. Và Ethereum vẫn đang là, vẫn mãi là một di sản của blockchain. Trong tương lai, trong vòng mấy năm nữa thì mình không biết, nhưng mà tại thời điểm hiện tại, cái dữ liệu đó đã chứng minh cho chúng ta thấy được là đó là sự thật rồi. Và rất nhiều nền tảng khác, như là rất nhiều nền tảng non trẻ khác trên thị trường, họ đều chọn Ethereum là cái nơi để mà họ bước đến, họ bám vào, họ xây dựng cho nó, đúng không? Nên vì thế, nếu mà sau này có một cái ứng dụng nào đó mà nó ra đời, nó áp dụng được thực tiễn và nó đi vào cái đời sống sinh hoạt của con người hơn, của chúng ta hơn, thì chắc chắn khả năng cao nó sẽ xuất phát từ Ethereum rồi. Rồi và cái thứ hai đó chính là về Polygonmatic. Thì tại sao ông lại tự tin về Polygonmatic như vậy? Thì anh em biết là tính tới tháng 1 năm 2022 đó anh em, thì Polygonmatic á, cái con số mà những cái DApp được xây dựng, được hoạt động trong Polygonmatic á, thì nó lên tới 7.000 DApp nha anh em. Và nó khá là vượt xa mong đợi đối với một cái giao thức được sinh ra chỉ để làm Layer 2 đơn thuần thôi. Đó, thì dành cho anh em nào chưa biết nữa, thì những cái giao thức Layer 2 chính là những cái giao thức mở rộng quy mô của Ethereum, để có thể giúp cho Ethereum cải thiện về cái tính năng, gọi là cái tính năng về phí giao dịch, về cái tính năng về sự tắc nghẽn mạng lưới đó anh em. Thì Layer 2 sẽ là cái giải quyết được cái đó. Thì cả hai ông này đó, thì nếu chúng ta xét về cái mặt dài hạn hơn đó, thì Mark Cuban cho rằng đó là một cái sự bùng nổ rất là lớn, và bây giờ ông vẫn đang tích cực để mà có thể tích lũy, để mà có thể mua những cái đồng coin như là về Ethereum và Polygonmatic, để mà hướng tới cái mục đích sau này, khi mà nó đã đi đến một cái sự adoption, nó đã đi đến một cái sự gọi là tiếp nhận rộng rãi hơn đó. Thì đó là cái xu hướng của Mark Cuban khi mà ông nói, để mà khi mà trước khi ông quyết định ông đầu tư vào hai cái đồng này. Rồi, xét về Ethereum, hồi nãy mình vừa nói tới Ethereum, thì cũng trong tuần này đó, chúng ta đã ghi nhận một cái tín hiệu cực kỳ tốt đối với Ethereum, là cái dòng tiền từ tổ chức đó anh em, nó đã quay trở lại rồi. Và cái dòng tiền từ tổ chức này, tại sao mình nói nó rất là tích cực đối với Ethereum? Tại vì là đây là một cái dòng tiền quay trở lại đối với Ethereum sau 9 tháng Ethereum bị ghi nhận cái dòng vốn thoái lui, tức là không, mình nói nhầm, đó 9 tuần chứ không phải là 9 tháng nha anh em, 9 tuần. Thì cái dòng vốn thoái lui này là sao? Tức là trong 9 tuần, kể từ tuần trước chúng ta đếm về 9 tuần, thì cái tổ chức dường như là họ đã bị mất niềm tin vào thị trường, và họ đã bắt đầu họ thoái lui cái dòng vốn của họ. Tức là họ rút cái số tiền của họ đó anh em, đang đầu tư vào các sản phẩm của Ethereum. Họ rút ra. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại đó, thì trong tuần này chúng ta đã ghi nhận được là cái dòng tiền đó đã được đổ vào rồi. Thì chứng tỏ là các nhà đầu tư tổ chức bây giờ họ đã tin tưởng trở lại cái sự hồi phục và cái sự tăng trưởng của Ethereum trong tương lai, và bây giờ họ đã bắt đầu họ đổ ngược lại dòng tiền vào các sản phẩm đầu tư của Ethereum. Thì đây cũng chính là một cái tín hiệu rất là tích cực mà mình cho rằng là Ethereum trong cái đợt phục hồi tiếp theo tới đây, nếu mà có, và cũng giống như là nhận được những cái sự ủng hộ đến từ Bitcoin trên thị trường chung đó, thì Ethereum sẽ phục hồi rất là nhanh chóng. Và từ đó, một cái điểm nữa mà chúng ta cũng cần lưu ý là mỗi khi mà Ethereum phục hồi và mỗi khi mà Ethereum tăng trưởng đó, thì dường như làn sóng altcoin của chúng ta sẽ xuất hiện. Tại vì Ethereum luôn được xem như là một người anh cả của altcoin. Khi mà Ethereum tăng đó, tăng cực kỳ mạnh đó, thì dĩ nhiên là tất cả những altcoin còn lại sẽ được kéo theo rất là lớn. Nếu mà anh em không tin, anh em hãy nhìn lại xem, chúng ta đã có một những cái chu kỳ, như là về chu kỳ về tháng 3, tháng 4 năm 2021 nè, vào tháng 11, tháng 12 năm 2021 luôn. Đó, nó rơi vào những cái từng tháng như vậy, từ tầm 1 tới 2 tháng khi mà Ethereum tăng trưởng nóng lên đó, thì dĩ nhiên altcoin xanh lè xanh lét luôn. Đó là một cái điều mà chúng ta đã thường thấy trong quá khứ rồi.
Rồi, tiếp theo chúng ta hãy tiến đến những cái thông tin tiêu cực mà hồi nãy mình vừa nói đi. Thì ngoài cái bức tranh tích cực thì chúng ta bây giờ chúng ta hãy nói tới những cái bức tranh tiêu cực ha. Thì xét về cái chỉ số on-chain thì chúng ta có những cái thông tin tiêu cực gì? Thì thứ nhất mình muốn đưa đến cho anh em xem đó chính là về việc bây giờ trong ngày hôm nay luôn chúng ta đã ghi nhận được những cái tín hiệu đảo chiều đến từ thợ đào. Cái tín hiệu đảo chiều này là gì? Tức là thợ đào bây giờ đã ghi nhận cái vấn đề bây giờ họ đang bán, họ đã bắt đầu bán Bitcoin ra rồi. Và cái hành động bán này đó, mình cho rằng là đây chỉ là một cái hành động miễn cưỡng khi mà họ bán Bitcoin mà thôi. Tại vì trong suốt tháng qua, kể từ khi mà chúng ta đã có một cái cú đâm về tầm khoảng là 32.000 đô, đúng không? 33.000 đô. Thì trong cái giai đoạn đó thợ đào đã liên tục tích lũy cái vấn đề này rồi anh em. Họ tích lũy rất là nhiều, mặc dù Bitcoin có lên tầm 40.000 đô, họ cũng không bán nữa và họ cứ tiếp tục tích lũy trong 3-4 tháng như vậy mà thôi. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì họ đã bắt đầu họ bán ra rồi. Và cái vấn đề này tại sao mình lại gọi là miễn cưỡng? Tức là về cái vấn đề là mặc dù lợi nhuận của họ đó họ đang đạt trên 20%, như mình đã chia sẻ ở những video trước, nhưng mà cái vấn đề hiện tại là họ phải trang trải cái vấn đề là tiền điện và tiền phí thiết bị đào của họ anh em. Và cái mục đích tiếp theo nữa là họ đang có thể là những cái thông tin vĩ mô mà mình chia sẻ tiếp theo nó đang ảnh hưởng tới cái tâm lý của họ, nên là họ bắt đầu họ bán ra với cái số lượng này, họ bán ra dần. Thì anh em có thể thấy được rằng là đây, sau nhiều tháng tích lũy như mình đã nói là giống kiểu là từ tháng 12 nè. Đây anh em thấy không, từ tháng 12 tới tháng 2 cái chỉ số này nó luôn luôn màu xanh, chứng tỏ là thợ đào họ đang tích lũy rất là dữ dội. Và có nhiều lúc á, cái chỉ số này nó tầm tháng 1 là nó rơi vào cái thời kỳ đỉnh của tầm tháng 5, tháng 4, tháng 5, khi mà Bitcoin đã đạt một cái mức ATH tại 64.000 đô cơ. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại đó thì bây giờ họ đã bắt đầu họ xuất hiện tín hiệu bán rồi nè, anh em thấy không? Đó, tín hiệu bán này. Và đây chắc chắn sẽ là một cái tín hiệu tiêu cực. Và nó tiêu cực ra sao thì mình không có dám phán đoán bừa rằng là bây giờ họ bán rồi trong tương lai đó sẽ có một cái sự kiện bán tháo lớn hay là gì cả. Tại vì đây chỉ mới là một cái giai đoạn bắt đầu mà thôi. Nhưng mà thường trong lịch sử, mỗi khi mà các thợ đào họ bắt đầu họ bán ra đó thì dĩ nhiên là nó cũng sẽ có một cái tác động tiêu cực đến cho thị trường, và giá Bitcoin nó sẽ ngập ngừng và nó sẽ đi xuống mà thôi. Đó, nhưng mà đây, tại vì đây chỉ là một cái sự khởi đầu thôi, đây cũng chỉ là một cái giai đoạn bắt đầu thôi. Nếu hôm nay cái biểu đồ này nó như vậy nhưng mà ngày mai đó, hoặc một tuần sau nữa, hoặc một tháng sau nữa họ lại tiếp tục bắt đầu họ quay trở lại cái xu hướng tích lũy thì sao, khi mà cái tình hình kinh tế vĩ mô nó đã được xoa dịu nhẹ đi, đúng không anh em? Nên là bây giờ không thể nào chúng ta biết được là nó tích cực chắc chắn 100% hay là nó tiêu cực chắc chắn 100%. Đó là cái vấn đề chúng ta không hoàn toàn biết được. Nhưng dựa vào cái sự khởi đầu này thì chắc chắn là cái vấn đề mà thợ đào họ bắt đầu họ bán ra chắc chắn nó sẽ gây một cái tín hiệu tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Đó, mình muốn chia sẻ cho anh em để mình cho anh em hiểu được cái bức tranh nó như thế nào ha. Rồi, và mặc dù cái vấn đề mà thợ đào bán như vậy đó thì chúng ta vẫn có một cái chỉ số on-chain nó tích cực hơn một tí, đó chính là về thứ nhất là về cái lượng stablecoin. Thì anh em thấy trong cái biểu đồ này, ở đây là mình dùng cái biểu đồ của Glassnode ha, thì anh em thấy là cái lượng stablecoin bây giờ nó đang đạt đỉnh, và nó đang đạt đỉnh trên cái sàn giao dịch. Và cái vấn đề nó đang đạt đỉnh như vậy nó biểu hiện cho chúng ta điều gì? Nó biểu hiện cho chúng ta rằng là thứ nhất là các nhà đầu tư họ đang đẩy stablecoin lên sàn để mà họ có thể họ bắt đáy, họ chờ đợi một cái đáy gì đó của Bitcoin, chờ đợi một cái đáy gì đó của altcoin để mà họ bắt đáy chẳng hạn. Hoặc là chúng ta có thể hiểu được rằng là cái lượng stablecoin trên sàn rất là nhiều như vậy là họ đang chốt lời và họ để đó, họ chưa có rút về ví của họ thì sao? Thì có hai trường hợp như vậy đó. Thì nhưng mà dù sao á, thì mình vẫn hy vọng rằng là cái tín hiệu tích cực nó sẽ nhiều hơn khi mà stablecoin anh em thấy nó đã kéo từ một cái dây từ năm 2020 cho một cái chu kỳ uptrend nó được đẩy liên tục như thế này, và tính đến ngày hôm nay là nó vẫn đang đạt đỉnh nha anh em, nó vẫn đang đạt đỉnh. Thì mình vẫn hy vọng rằng là cái trường hợp khi mà những stablecoin đang ở trên sàn nó đang lớn như vậy, nó đang với một cái số lượng nhiều như vậy, là các nhà đầu tư họ đang trực chờ cơ hội để mà họ bắt đáy. Thì nếu mà cái trường hợp đó xảy ra thì dĩ nhiên chúng ta sẽ thấy một cái phản ứng giá tích cực đối với giá của Bitcoin và đối với giá của thị trường chung trong thời gian sắp tới. Ha. Còn nếu mà đây là một cái hành động chốt lời từ, đây là một cái hành động họ cứ để như vậy, họ để mà các cái mập họ cứ để như vậy, hay là những cái nhà đầu tư số đông họ cứ để như vậy, họ chốt lời từ ra để mà sau đó họ rút về ví đó, thì mình nghĩ rằng là chắc chắn sẽ không có tốt tí nào đối với thị trường chung của chúng ta rồi. Ok, và cái chỉ số tiếp theo, tức là cùng với cái việc mà stablecoin chạm đỉnh như vậy đó, thì ngay
trong tuần này luôn, chúng ta cũng đã có cái lượng Bitcoin ở trên các sàn giao dịch đó nó cũng đã chạm đáy rồi. Tức là đáy ở đây là sao? Tức là ở đây mình dùng cái biểu đồ của sentiment ha, thì họ đã nói rằng là cái trong cái tuần này mà chủ yếu là ngày 12, 13 tháng 2 đó anh em, thì cái lượng stablecoin đã chạm đáy ở cái mức là 11% tổng nguồn cung. Tức là cái số lượng Bitcoin đó ở trên các sàn giao dịch đó bây giờ nó chỉ chiếm khoảng gọi là 11% tổng nguồn cung của Bitcoin đang lưu thông và sẽ lưu thông trong tương lai mà thôi. Đây là một cái mức đáy mà được ghi nhận là thấp nhất từ năm 2018. Và tại sao chúng ta phải cần chú ý đến cái nguồn thông tin này? Tại vì năm 2018 là một cái năm không có chu kỳ downtrend. Nhưng mà hiện tại đó, mình nghĩ rằng chu kỳ của chúng ta nó đã khác đi rồi. Đó, nó đã khác đi rồi, nó không có giống như là những cái chu kỳ trước mà 4 năm một lần nữa. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta cái chu kỳ nó khác đi mà cái nguồn cung Bitcoin ở trên cái sàn giao dịch nó lại thấp như vậy, thì chứng tỏ rằng là các nhà đầu tư họ đang rút Bitcoin ra rất là nhiều. Và đây cũng là một cái chỉ báo, một cái dữ liệu mà sẽ có thể giúp cho Bitcoin có thể được hồi phục mạnh mẽ, và nó sẽ càng làm cho cái số lượng Bitcoin trên thị trường nó sẽ ngày càng nó khan hiếm hơn. Mà anh em cũng biết rồi, khi mà một cái thứ gì đó mà nó khan hiếm thì chắc chắn nó sẽ tạo một cái động lực tăng giá rất là mạnh ha. Rồi, vậy thì cái điều lo sợ, cái tín hiệu tiêu cực mà mình muốn nói ở đây là gì, mà hồi nãy giờ mình cứ nhắc hoài là ở cái tình hình kinh tế vĩ mô nó rất là tiêu cực. Đó, thì ở đây mình cũng xin chia sẻ luôn, đó chính là về việc tại nước Nga, thì anh em cũng biết đó, thì nước Nga và Ukraine đang thực sự là đang gặp những cái tình hình chính trị nó khá là căng thẳng nha anh em. Đó, và ngay tại thời điểm mình làm cái video này là vào khoảng là chiều thứ năm, vào lúc 5 giờ đó, thì trước đây vào tầm khoảng là tầm 3 đến 4 giờ thì chúng ta đã có một số cái thông tin là cả hai bên đã có xung đột rồi và đã nổ súng rồi. Nhưng mà cho đến khi mà mình làm cái video này thì dường như là đã chưa có một cái trang báo nào mà nó quá là chính thống nên mà mình có thể đưa cái thông tin đó. Và thực sự là mình chỉ nói để cho anh em biết được cái tình hình thôi, chứ mình không có muốn đi sâu quá nhiều vào chính trị, quá nhiều vào cái việc mà hai bên đấu nhau ra sao, thì cái điều đó nó rất là nhạy cảm nha anh em. Nhưng mà nhìn chung anh em biết được rằng là tình hình nó đang rất là căng thẳng. Và cái sự căng thẳng đó nó đã gây một cái phần tác động, một cái phần áp lực lên cái tâm lý của các nhà giao dịch chung. Và cái phần tác động đó nó lại càng được đẩy mạnh hơn khi mà vào ngày hôm qua đó, có lẽ anh em đã bị cuốn vào cái đó mà anh em quên một cái chi tiết, rằng là vào ngày hôm qua thì đã có một cái nguồn tin họ đưa ra rằng đó là các quan chức hàng đầu của Nga họ đang không đạt được một cái thỏa thuận, bất kỳ một cái thỏa thuận nào về cách điều chỉnh và quản lý tiền mã hóa. Thì ở đây cái câu chuyện này đó mình xin mổ xẻ nó rõ hơn một tí. Tức là anh em phải hiểu là cái vấn đề mà quản lý tiền mã hóa, điều chỉnh tiền mã hóa nó khác với cái hành động cấm nha anh em. Nó khác hoàn toàn với cái hành động cấm. Và tại sao cái điều này mình cho là một cái điều nguy hiểm, là tại vì hôm nay đó là ngày 17 tháng 2 và ngày mai là ngày 18 tháng 2. Và vào ngày 18 tháng 2 đó thì Nga sẽ đưa ra một cái dự thảo luật để mà có thể điều chỉnh tiền mã hóa, để mà có thể xây dựng một cái lộ trình mới cho tiền mã hóa. Và tất cả những cái gì, những cái quy ước, những cái mong muốn của chính phủ Nga, đó của nội bộ giới chính quyền Nga, họ mong muốn ở cái thị trường tiền mã hóa như thế này tại quốc gia của họ, thì nó đều được đưa vào cái dự thảo luật đó. Và cái dự thảo luật đó không phải là một cái dự thảo luật cấm, mà cái dự thảo luật đó là một cái dự thảo mà giúp cho giới chính quyền Nga họ đi đến một cái gọi là cái khung quản lý tiền mã hóa riêng của họ đó. Và tại sao nó là quan trọng đến như vậy, thì để đi đến một cái dự thảo luật mà nó hoàn chỉnh và nó được áp đặt thành luật đó, thì chắc chắn là những cái người ở trong những cái cơ quan chính phủ của Nga họ phải đạt được những cái thỏa thuận chung. Tức là sao? Tức là ví dụ như Ngân hàng Trung ương Nga họ đồng ý với cái này, Bộ Tài chính Nga họ đồng ý với cái này, ông Thủ tướng ông đồng ý với cái này, rồi tất cả ngồi cùng với nhau lại để đưa ra một cái chung, và sau đó nếu mà ok hết thì sẽ đưa lên tổng thống, để mà tổng thống phê duyệt, để mà tổng thống ký ra thành luật để mà có thể áp dụng, đúng không anh em? Nhưng mà ngay tại thời điểm hiện tại đó, thì những cái quan chức, những cái cơ quan chính phủ ở trong nhà nước Nga họ lại không có đồng ý về những cái đó. Và cụ thể ở đây chính là ai? Cụ thể ở đây chính là Ngân hàng Trung ương, chính là Bộ Tài chính và chính là Phó Thủ tướng. Thì ba cái người đứng đầu của ba bên này đó, họ không có bất kỳ một cái thỏa thuận chung nào về cái việc điều chỉnh luật tiền mã hóa tại Nga cả. Tại vì một mặt đó là ông Ngân hàng Trung ương thì ông lại nói là cái việc cấm là nó sẽ ok hơn là cái việc điều chỉnh. Ông không có mong muốn là cái việc điều chỉnh sẽ xảy ra, ông mong muốn là cái việc cấm nó sẽ xảy ra. Rồi Bộ Tài chính á, thì ông nói rằng là chúng tôi lại không có muốn là cái lệnh cấm nó sẽ xảy ra, mà chúng tôi mong muốn điều chỉnh.
Đó, rồi trong khi tổng thống Putin á, ngay tại cái thời điểm trước đây đó thì ông cũng đã đứng giữa rằng ông nói là bây giờ tôi không cần biết anh có một cái quan điểm như thế nào, nhưng mà tất cả hãy ngồi cùng với nhau và đi đến một cái tiếng nói chung đi. Đó, nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì chẳng có một cái gì cả, chẳng đi đến một cái mục đích nào rõ ràng cả. Chứng tỏ rằng á, nội bộ chính phủ Nga họ vẫn đang cãi nhau về cái vấn đề này. Đó anh em, và hôm nay đã là ngày 17 rồi, và cái việc mà ngày 18 họ sẽ đưa ra cái dự thảo luật đó mà bây giờ họ đang trong tình trạng cãi nhau, thì chắc chắn rằng là cái dự thảo luật ngày 18 họ đưa ra nó sẽ có một số vấn đề nhất định, và liệu một số vấn đề nhất định đó khi mà nó kết hợp với cái tình hình chính trị giữa Nga và Ukraine đang căng thẳng như thế này, thì mình chắc chắn rằng là sẽ không có một cái điểm tích cực nào đối với cái thị trường này cả. Tại vì nếu anh em mà đọc kỹ cái dự luật mà bên mình đã đưa ra cho anh em xem đó, thì trong đó nó có gì? Trong đó nó nói rằng là Nga sẽ cho phép giao dịch tiền mã hóa trong nước nè, và Nga sẽ xem là tiền mã hóa là một loại tiền tệ chứ không phải là một cái gì khác, tức là họ công nhận tiền mã hóa là tiền tệ nha anh em, chứ không phải là một một cái tài sản kỹ thuật số tài chính đơn thuần nữa. Và nhưng mà trong đó là họ cũng không cho phép sử dụng tiền mã hóa để thanh toán. Đó, thì chính vì những cái yếu tố đó nó đã gây ra một cái niềm tin rất lớn đối với cộng đồng rằng là Nga sẽ giải giải quyết ổn thỏa cái vấn đề này. Đó, nhưng mà liệu những cái niềm tin đó đối với cộng đồng về cái việc giải quyết ổn thỏa này nó sẽ đi đến đâu khi mà cận kề cái ngày mà ra cái dự thảo luật đó thì mấy ông vẫn đang cãi nhau và mấy ông không đạt được tiếng nói chung, thậm chí mấy ông còn đang họp, mấy ông còn đình chỉ luôn, mấy ông chẳng nói năng gì với nhau cả. Cái kết hợp với cái tình trạng mà chiến tranh giữa Nga và Ukraine nữa, thì mình chắc chắn là nếu mà nó có một cái sự bất trắc gì, nếu mà nó có một cái sự thay đổi gì vào ngày 18 tháng 2 khi mà Nga đưa ra cái dự thảo luật đó, thì mình nghĩ rằng thị trường chúng ta sẽ phải chịu một cái dòng bão tiếp theo để mà đứng trước cái ngưỡng cửa này. Nó khác với tình trạng tại Ấn Độ mà mình xin chia sẻ tiếp theo đây, tức là mấy ông cãi nhau nhưng mà bên Ấn Độ cũng như vậy. Ấn Độ họ cũng đưa ra những cái việc như họ triển khai CBDC và họ áp đặt thuế 30%, thì cũng đã gặp rất nhiều những cái quan điểm trái chiều giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Ấn Độ. Nhưng mà trái ngược với trường hợp của Nga đó, thì Ngân hàng Trung ương Ấn Độ và Bộ Tài chính của Ấn Độ đó, họ đã tìm được một cái tiếng nói chung với nhau, tức là họ làm việc một cách trên một cái quan điểm hòa hợp đó anh em. Thì điều này nó sẽ gây một cái củng cố niềm tin đối với nhà đầu tư nhiều hơn hơn là cái ông Nga này. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì tất cả những cái thông tin trên thế giới họ đều cuốn vào cái cuộc chiến này, anh em hiểu ý mình nói không? Tức là họ không quan tâm về những cái vấn đề khác nữa mà họ đều cuốn vào cái tên điểm Nga và Ukraine. Nhưng mà Nga thì lại đang liên quan tới một cái dự thảo luật với tiền mã hóa vào ngày 18 tháng 2, và thật sự bây giờ nó không ổn một tí nào khi mà những cái nhà chức trách họ đang cãi nhau rất là kịch liệt đối với cái này, và họ không quan tâm về ý kiến của nhau nữa, họ không đi đến một cái tiếng nói chung nào cả. Thì chắc chắn rằng là mình nghĩ rằng là trong tuần này mà thôi, và cuối tuần thì nó sẽ có một cái biến động gì đó mà mình nghĩ rằng anh em cũng nên cân nhắc để mà đưa ra những cái quyết định cho riêng mình ha. Thì đó chỉ là quan điểm cá nhân của mình mà thôi, chứ không phải là một cái lời khuyên đầu tư gì cả. Và nếu tới ngày 18 tháng 2, sau khi chúng ta qua được cái đó rồi và cái tình hình chính trị giữa Nga và Ukraine nó đã đi đến một cái bước tiến nó mới hơn á, mà thị trường của chúng ta nó sẽ hấp thụ được và nó sẽ không có phản ứng gì quá là kịch liệt á, thì đó cũng là một cái tin vui mà thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta đầu tư trong thị trường này, chúng ta nắm bắt nhiều thông tin khác nhau, thì mình nghĩ rằng anh em cũng nên chuẩn bị cho mình những cái ở đây mình không nói là thoát hàng hay là mua hàng gì cả nha, mà chúng ta nên chuẩn bị những cái tâm lý rồi chúng ta có thể đoán được những trường hợp xấu nhất nó sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới mà thôi. Và còn về Fed nữa, thì mình nghĩ rằng mình cũng đã đề cập cái quan điểm của mình trong mỗi video đó, thì cái vấn đề Fed thì bây giờ mình sẽ không nói quá nhiều nữa, tại vì là đó là một cái tình trạng mà mình nghĩ rằng thị trường nó cũng đã hấp thụ đủ rồi, nó đã hấp thụ từ tháng 12 tới bây giờ rồi. Thì cái vấn đề Fed tăng lãi suất thì đó chỉ là một cái vấn đề dĩ nhiên mà thôi, nhưng mà quan trọng là ổng tăng khi nào, và khi nào, dù có khi nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng biết rằng nó sẽ xảy ra trong năm nay, và thị trường của chúng ta đã hấp thụ một cái khoản này cũng khá là lâu rồi đó anh em. Rồi ok, thì trong ngày hôm nay thì mình chỉ đưa những cái thông tin như vậy thôi, và hy vọng rằng thông tin này nó sẽ có ích cho anh em, để mà anh em có thể có những quyết định nó rõ ràng hơn và nó tốt nhất cho bản thân anh em nha. Thì ok, một lần nữa mình xin cảm ơn anh em, hẹn gặp anh em ở video tiếp theo. Bye bye.